Được rồi má. Bác sĩ à, tôi có một yêu cầu. Nếu như nhà họ Cố đến tìm tôi, cô đừng bao giờ để họ vào. Bởi vì tôi và họ không hợp nhau, mất công họ ở bệnh viện gây rối. Thôi được, nếu như họ có đến tìm gì, tôi sẽ nói với họ là gì không muốn gặp họ. Yên tâm đi má, con cảnh cáo họ rồi, họ không dám đến quấy rầy má nữa đâu. Má yên tâm ở đây trị bệnh đi. Con à, dì số. Được rồi, con đã nói với má là con có cách mà. Bác sĩ, bác sĩ à. Chuyện gì vậy? À, chuyện là gì? Gần đây tôi hơi khó khăn, không biết tiền nhập viện, tiền thuốc men nợ trước có được hay không. Đợi thời gian nữa tôi thanh toán cho. Nhưng bệnh viện không có quy tắc này. À, tôi nợ cũng chỉ 80 ngày thôi. 80 ngày thì tôi có thể chạy được tiền. Trả lãi luôn tôi cũng chịu nữa. Con hãy giúp giùm đi. Hay làm vậy đi, tôi nói với viện trưởng một tiếng, giúp nhà anh xin tiền trợ cấp từ thiện. Như vậy tiền thuốc men của má anh sẽ được giảm một nửa. Một nửa còn lại tôi sẽ làm người bảo lãnh cho nhà của anh, để má anh xuất viện mới thanh toán. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn cô. Này anh đâu, lại thật hả? Không phải làm phục vụ sao? Anh đổi nghề kéo xe hồi nào vậy? Ban ngày tôi làm phục vụ, ban đêm đi kéo xe. Cha, vậy cực quá còn gì. Có chịu nổi không? Liên quan gì anh chứ? Tôi biết anh hiếu thảo với má của anh, kiếm tiền trị bệnh cho má của anh chứ gì. Biết thì đi chỗ khác, đừng cản trở tôi kiếm tiền. Ý, không phải tôi cản trở anh đâu, tôi đến ủng hộ anh đó. Ờ, anh Đông à, tôi vừa chuyện hỏi một câu. Chữ Đông của anh là Đông nào? Đông Nam Tây Bắc chữ Đông hay là Xuân Hạ Thu Đông chữ Đông vậy? Là Xuân Hạ Thu Đông chữ Đông. Đông của mùa đông. À, tôi biết rồi, gia đình anh chắc chắn có bố anh chị em rồi. Anh hai tên là Xuân, anh ba tên là Hạ, đúng không? Anh im đi. Tôi biết là anh đang điều tra tôi. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là con của má anh, cũng không phải là anh hai của anh. Má tôi thờ Quan Âm mùng 1 ngày rằm ăn chay. Má tôi không nói dối gạt tôi đâu. Anh cũng ngang ngược quá à. Tôi điều tra anh cái gì chứ? Phải rồi, tôi rất mong nhớ anh hai của tôi. Anh mơ quá đi. Nè, làm gì vậy? Lượt khách này đến chỗ rất xa, 5 hào lận đó. Anh kéo suốt đêm cũng chưa chắc gì kiếm được đâu. Không phải là cần tiền để bệnh cho má của anh sao? Cô làm ơn với một tay đi. Anh làm ơn đừng có đi theo tôi nữa. Không phải đâu mà. Tôi không có giúp được anh đâu. Cô giúp được tôi mà. Trần Kiều đã nói rất rõ ràng, không muốn gặp gia đình không của anh nữa. Không phải đâu, tôi biết bà ấy không muốn gặp tôi. Nhưng anh biết mà... thì đừng có làm khó tôi mà. Cô đừng làm khó tôi mới phải đó. Má tôi làm Trần Kiều giận, tôi muốn thay má tôi đến xin lỗi Trần Kiều. Cô không cho tôi nói, tôi làm sao ăn nói với má của tôi được chứ. Nè, đủ rồi. Tôi thay mặt anh nói xin lỗi có được chưa? Cô cũng đâu phải là gì của tôi. Cô nói có tác dụng gì? Xin lỗi nha, thật tình tôi không thể giúp được anh được. 10 giây thôi, 10 giây thôi. Má tôi cố chấp đến mấy, người khác không biết, cô cũng biết mà. Má tôi muốn tôi thay mặt bà đích thân đến xin lỗi bà Trần Kiều. Tốt là không làm được, tôi không biết phải nói sao với má của tôi nữa. Một lát nữa y tá sẽ đưa Trần Kiều ra vườn hoa dạo. Thì anh tới gần nói với bà ấy vài lời đi. Nhưng tôi nói trước nha, chỉ được 10 giây thôi. Đó là một người già, nói chuyện với người đẹp như cô thì mới vài vòng, còn nói chuyện với người già nói xong thì lật đật bỏ đi liền rồi phải không? Dì Kiều à, là con đây, đường nè. Y tá, đưa tôi về phòng đi. Ý, sao mới vừa gặp con thì vội vàng bỏ đi vậy? Bộ có tật giật mình hả? Tôi không biết cậu nói cái gì. Má con biết dì thờ Quan Âm mùng 1 ngày rằm đều ăn chay, nên kêu con đem từ Quan Âm đến cho dì nè. Dì coi đi. Tôi không cần. Dì nói dì thờ Quan Âm mà lại hất từ Quan Âm rớt xuống đất. Con hiểu rồi, Quan Âm Bồ Tát có lòng từ bi, đem con cái tặng cho mỗi cặp cha mẹ, đem hạnh phúc tặng cho mỗi gia đình. Còn gì thì khác, chuyên quỷ hoại hạnh phúc gia đình người ta, khiến người ta cốt dục phân ly. Tôi đã nói với cậu rất rõ ràng, con trai tôi cũng có nói với cậu rất rõ ràng, tôi không phải là kẻ bắt cóc. Y tá, đưa tôi về phòng bệnh. Dì đã làm gì? Trời biết đất biết, Quan Âm biết, tôi cũng biết nữa đó. Tôi nói với cậu một lần cuối,
Thằng Đông là con trai tôi, là con ruột của tôi. Anh chưa không phải là con trai của bà. Bà ở án như vậy làm sao có con được chứ? Cho dù có cũng không có đích đâu. Anh chưa có đích mà. Kẻ bắt cóc như bà, giếp lại đầu của tay của mình đi. Từ trước đến nay á, bà... Ê, chuyện gì vậy? Người này bị điên đó. Tôi không muốn thấy cậu ta nữa. Đưa tôi về phòng bệnh đi. Nè, bà đừng... Anh hứa với tôi chỉ 10 giây thôi mà. Kẻ xấu xa này chửi 10 năm cũng chưa xong đó. Từ trước đến nay, bà đã bắt cóc bao nhiêu đứa nhỏ rồi. Trong tới 100 có mấy chục. Bà có mấy đứa nhỏ đó, rất khổ sở. Nè, anh đủ rồi nha. Lúc tôi còn nhỏ, có một bà thím ở nhà kế bên. Thì mày có đứa con trai cũng bị bọn bắt cóc bắt đi. Thì mày mới có 30 tuổi, gương mặt hồng hào, trắng trẻo xinh đẹp. Không ngờ chưa đến 3 tháng thì tóc đã bạc phơ. Bà có biết tại sao không? Vì ngày nào thím ấy cũng đến cầu Châu Giang tìm con. Thím ấy kêu tên của con mình, kêu từ sáng đến tối. Cuối cùng có một hôm thím ấy nhảy xuống sông. Bởi vì thím ấy nói bà nhảy xuống sông tìm con. Má của tôi rất may mắn, bà rất cứng cỏi, không có nhảy xuống sông Châu Giang. Nhưng bà nghĩ hai mươi mấy năm nay má tôi được vui vẻ sao? Đủ rồi, anh mà còn nói nữa tôi sẽ thổi còi kêu người đến đuổi anh ra. Mấy anh chị em của chúng tôi thường xuyên muốn làm cho má của tôi vui. Phải, đây ngoài má tôi rất vui. Nhưng tôi nói cho bà biết, đến lúc má tôi nằm xuống quan tài, má tôi không có giây phút nào sống vui vẻ hết. Kẻ bắt cóc gì bà, tôi đang gác tay lên trán suy nghĩ cho kỹ. Ở trên đời này có ai mà xấu xa hơn bà không? Cho dù cướp bóc lừa gạt đánh người ta hai nhát cũng có thể làm được. Còn bà bắt cóc con trai người ta giống như sẽ biết thịt ở trái tim người mẹ gì đó, mãi mãi không thể nào làm được đâu. Đồ ác gì vậy? Người này quấy rầy bệnh nhân của chúng ta, mau bắt ra ngoài đi. Bà ra ngoài đi. Ra ngoài. Bà nhớ mẹ uống thuốc đó. Đừng có về phòng đi. Ở dưới đó có rất nhiều bà mẹ đang đợi xé xác của bà đó. Bà đừng thở qua âm nữa. Bà hiển lên không tha cho bà đâu. Đồ ác con. Đồ ác con.